Hello các bạn, trước mắt các bạn đây là cây gắm sọc. Mình mới vừa tìm hiểu. Hôm bữa mình đi quay phim ngoài chợ, bắt gặp chú này bán. Thì mình hỏi chú cây này là cây gì, thì chú nói là cây gắm sọc, cho nên là biết là cây gắm sọc. Tại vì ở nhà bảy trồng được mấy chậu gì nhìn đẹp cực kỳ, mà chưa biết tên. Bởi vì mấy lần trước chưa có giới thiệu lên video, thì lần này đã biết tên, cho nên hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cây gắm sọc. Trồng cũng rất là đẹp. Đây, hôm nay cái chỗ bông điều nó mới đẹp hôm nay là treo lủng lẳng như thế này mà chưa biết tên, thì hôm nay vô phân thêm cho em nó. Mấy cái chậu này là mấy cái lẵng hoa mà mấy cái dịp 8 tháng 3, 20 tháng 10 á, ở ngoài chợ người ta bán á, người ta tặng. Thì xong rồi bông giả với bông thiệt cái mình đổ ra, giờ mình lấy lại cái chậu mình trồng nè. bông ở nhà đó. Gắm Cái nhà gắm sọc này nó ra dây rất là xum xê, cho nên ai chưng quán cà phê hay là quán ăn đồ, nó rất là sống, rất là bền. Đây, cái cây này rất là xum xuê. Đây, phía bên đây tới nỗi mình tận dụng luôn nè các bạn, khoét cái miệng dừa, cái vỏ dừa khô á, khoét mấy lỗ bên cạnh vòng, xong vòng vòng cái mình treo lên. Đó là mình sẽ được một cái chậu hoa đơn giản tại nhà, rất là đẹp. Đó. Và bây giờ cái chậu này cái hoa bị để lâu quá nắng nó giòn rồi mọi người. Thì bây giờ nữa mình sẽ xỏ dây ở dưới mấy cái lỗ ở dưới này mình treo lên. Trước treo bằng cái quai này. Đó. Bán xung quanh vòng 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 vòng. Xong cái mình treo lên nha mọi người. Rất là đẹp, gắm sọc. Ở ngoài chợ hôm bữa chú đó bán cũng 30-40 ngàn diện chậu đó. 60-70 ngàn diện cặp. Mình cảm ơn các bạn đã xem cái video mình giới thiệu mấy cây gắm sọc mình đang vô phân nha. Chúc các bạn ngày cuối tuần vui vẻ. Bye bye, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.